Bonsai Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Huy đang có mặt ở Chí Linh, Hải Dương quý vị nhé, và đang đứng trước vườn cây của anh Tám tại Chí Linh, Hải Dương. Và kính thưa quý vị, ở vườn cây của anh Tám thì rất nhiều cây chất lượng, những cây xanh cây si thì nó quá chất lượng rồi quý vị ạ. Bonsai Huy không giới thiệu thì quý vị có thể nhìn thấy, nhưng mà cái điều đặc biệt là vườn anh Tám có một cây cây vối và một cây thị bonsai Huy rất là ấn tượng. Thì kính thưa quý vị, là bonsai Huy muốn dành cho quý vị cái thước phim lần này, cái tác phẩm vối và cái tác phẩm thị đặc biệt của vườn anh. Thế vào quý vị này, trước mắt quý vị này, trước mắt quý vị là một cây vối nha quý vị nhá, một cây vối không những nghệ thuật mà còn già, cây được ngồi chậu rất lâu rồi. Và đây quý vị này, một phát phẩm tác phẩm thị này quý vị này, một cái thị được làm từ bé nha quý vị nhá, và dàn tay cành cũng được làm công phu và tỉ mỉ. Thì Bonsai Huy muốn chia sẻ cho quý vị để quý vị cảm nhận được những cái không chỉ xanh si mà còn một số những cái tác phẩm như thị, nhưng vối, rồi rất nhiều những cái cây mà nghệ thuật. Đây, quý vị này, một cái thị có cái chân bệ. Quý vị cảm nhận là cái chân bệ này chỉ có cây mà ngồi rất lâu trên chậu để mới có được cái chân bệ này quý vị ạ. Thế và dàn tay cành này quý vị này, dàn tay cành thì các anh đã đảm bảo được cái yếu tố tự nhiên. Các anh phát triển theo một cái hướng tự nhiên của tác phẩm. Thì cái tự nhiên là cái mà trong cây cảnh rất cần quý vị nhé. Mọi tác phẩm đến khi đạt đến yếu tố hoàn thiện đều phải hướng đến cái yếu tố tự nhiên. Làm như không làm. Thế mới là cái điều khó quý vị ạ. Một cái thị quý của vườn anh Tám quý vị nhé. Cái này cao khoảng 1,5 mét từ mặt chậu lên quý vị nhé. Bóng tàn thì trải dài vùng quanh. Và cây có dáng phụ tử, một thân chính và một thân phụ quý vị ạ. Thì vườn anh Tám rất nhiều cây chất lượng. Thế và quý vị này nhìn thấy một cái tác phẩm vối này, một cái vối lép nha quý vị nhá, một cái vối lép có cái hệ thống đường thân và chi cành bông răm rất nghệ thuật và tự nhiên quý vị nhá. Đây quý vị này, quý vị có thể là chiêm ngưỡng những nét đẹp của cây vối. Nên ngoài ra thì có thể là dùng lá để uống nước rất là ngon và tốt cho sức khỏe quý vị. Một cây vối quý vị cảm nhận này, một cây vối hiếm có quý vị ạ. Một cây vối bonsai như này là hiếm có, một cây vối không những là có một cái nét nghệ thuật độc đáo mà lại còn già còn quý nữa. Cái vối này thì Bonsai Huy cũng hiếm khi nhìn thấy những cái vối mà được làm công phu mà tỉ mỉ như này. Ngoài ra còn những cái chân bệ còn kết hợp với đá tạo lên những cái nét độc đáo, cái nét nghệ thuật riêng. Đá và cây bổ trợ cho nhau để tạo lên một cái nét nghệ thuật mà không tác phẩm nào có. Đây là cái vối rất là đặc biệt. Cái này cao khoảng từ mặt chậu lên đến đỉnh là khoảng 2 mét quý vị nhé. Thế và cái thân này rất to quý vị ạ. Đây Bonsai Huy để cái tay để quý vị cảm nhận. Vanh này phải, vanh thân là phải tràn tầm hơn 100 quý vị ạ. Và thân đã méo quý vị ạ. Đây này, quý vị cảm nhận những cái nét mà u sụn
chùn rụt kiểu như là xanh xi ấy quý vị ạ. Thế nhưng mà đây là cây vối. Đây quý vị này. Cảm nhận là một cây vối già như nào. Mà hiện nay là khó nhìn thấy một cái vết sẹo nào của tác phẩm. Cây này dáng mẫu thử. Đấy, khó nhìn một cái tác phẩm mà cái vối này mà tất nhiên là trước ngày xưa trước thì sẽ có sẹo, nhưng mà hiện nay qua thời gian thì gần như cây đã mịn màng mà bo hết sẹo rồi. Thì mới cảm nhận được cái tác phẩm là già như nào mà được lên chậu lâu như nào quý vị nhé. Rất đặc biệt. Vườn anh Tám rất nhiều cây đặc biệt. Thì kính thưa quý vị là miền Bắc thì xanh xi là chủ yếu. Ngoài ra các nhà vườn như các anh thì còn có những cái cây khác để tô điểm thêm cho tác phẩm. Cây thị, rồi cây sung, cây túc, rồi cây vối, rồi những cây hoa. Cây hoa như mà hoa dâm bụt, rồi hoa mẫu đơn, rồi hoa mai, hoa nguyệt. Làm phong phú cho cái tác phẩm vườn nhà mình. Làm tăng thêm cái yếu tố thẩm mỹ cũng như cái nét đẹp phong phú trong cây cảnh nghệ thuật. Đấy, vườn anh Tám thì không thiếu những cái tác phẩm quý quý vị ạ. Nếu những tác phẩm xanh xi vườn anh Tám thì không thiếu, nó vô số những tác phẩm quý thôi. Nhưng mà Sao Huy muốn chia sẻ cho quý vị để quý vị thêm những cái góc độ nghệ thuật, không phải riêng xanh xi mà còn rất nhiều những cái tác phẩm khác quý vị cũng có thể làm những tác phẩm nghệ thuật quý vị nhé. Thì chia sẻ như vậy để quý vị nắm được là cái những cái dòng cây cũng chỉ là cái chất liệu để quý vị thổi hồn vào, gửi gắm vào để tạo lên những cái tác phẩm nghệ thuật quý vị nhé. Thì không riêng gì xanh xi mà còn rất nhiều những cái cây khác để có thể tạo tác ra những cái tác phẩm nghệ thuật. Kính thưa quý vị, bác Sa Đô Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim ở vườn anh Tám, và đặc biệt là cái tác phẩm cây vối lép và cây thị quý vị nhé. Và hai cái cây đó là những cái mà cây mà cũng là cây đặc biệt của vườn anh Tám. Thì bác Sa Đô Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Bác Sa Đô Huy xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.